Chào mọi người một ngày mới. Một mùa hè mới tươi đẹp. Bếp chai chị Duyên ngày hôm nay của mình đang chuẩn bị làm một món đây là bột chiên giòn nha mọi người. Bột chiên giòn. Mình chuẩn bị chế biến một cái món mình chiên bắp, nhưng mà mình chiên theo cái kiểu rất là đặc biệt. Thì bắp chiên mọi người cũng biết là ai cũng biết làm rồi, nhưng mà hôm nay mình sáng kiến mình sẽ làm cái món bắp chiên bột này nó lạ mẻ mắt hơn một chút nha. Thì bột chiên giòn mình cho ra tô. Rồi mình sẽ nêm một chút bột ngọt. Ít thôi nha. Và một chút xíu hạt nêm. Mình không muốn cho nó có hương vị quá, mình chỉ nêm ít thôi. Mình sẽ cho một ít nước lọc. Mình quậy từ từ nha. Cái bột chiên bắp này hôm nay mình muốn làm cho nó lỏng, cho nó giống như mình chiên bột bánh xèo gì đó. Mình sẽ chán ra ngoài chảo. Thì nên là mình khuấy bột, mình làm cho nó vừa tay. Mình sẽ làm theo cái kiểu là nó hơi lỏng một chút thôi. Nó đặc hơn bột bánh xèo, nhưng mà nó sẽ lỏng hơn bột chiên giòn bình thường của mình. Mình chán ra chảo cho nó dễ, để cho cái bánh bột bắp của mình nó giòn. Mình sẽ làm cho nó vừa tay của mình. Gắn cho bột nó nhiều, nó nhuyễn ra, nó tơi ra, nó đều ra nha mọi người. Và đây là hành lá. Mình sẽ cho một ít hành lá vào. Hành lá nó sẽ làm tăng cái hương vị của bột chiên bắp của mình. Bình thường thì trong cái bột chiên giòn người ta sẽ để tiêu, nhưng ở đây thì mình chán ra chảo thì mình sẽ không cần để tiêu nha. Ở đây là mình sẽ có rong biển nữa nè. Thì cái món ăn bắp chiên bột này hôm nay mình sẽ làm nó hơi cầu kỳ. Có lẽ nó cũng hơi tào lao một chút, nhưng mà nó cũng sẽ là một món ăn hấp dẫn. Rồi, bột mình khuấy xong rồi mình sẽ cho cái chảo lên bếp nha. Mình xài cái chảo chống dính, cái chảo mình thường đổ bánh xèo đó mọi người. Thì mình sẽ cho lửa với dầu nó nóng lên, mình chán một ít xíu dầu thôi. Và đây là bắp. Mình sử dụng là bắp màu vàng nha các bạn. Mình chuẩn bị bắp nè, rong biển nè. Đó. Thì đây là những cái nguyên liệu là mình sẽ rải lên. Mình sẽ rải lên trên cái bánh bột chiên của mình. Cái bắp chiên của mình. Tại vì thường ví dụ như bắp chiên bột á thì mình như thế này thì mình sẽ cho bột vô bắp vô luôn. Mình trộn, nhưng mà cái này là đặc biệt thì mình sẽ làm một cái món lạ. Mình hướng dẫn mọi người là tại vì mình làm, mình chế biến bắp chiên này nó hơi lạ khác hơn nha các bạn. Nên nó không có giống bắp chiên bình thường như người ta chiên bột. Cho nên mình hướng dẫn khác đi một chút là lý do là như vậy đó. Rồi, mình đợi cho chảo dầu nó nóng lên nè nha. Chừng cỡ. Mình sẽ chán nha mọi người, mình sẽ chán bột ra. Sẽ làm cho bột nó đều. Thật ra thì giống như là mình chán vô cái bánh xèo vậy đó nha các bạn. Nhưng mà nó hơi đặc hơn bánh xèo đó. Rồi xong mình sẽ rải bắp lên nha. Mình nghĩ là cái món này mình sẽ làm rất là ngon khi mọi người á là cùng làm với mình thử nha. Nó cũng là bắp chiên bột mà nó cũng có thể là giống pizza tự chế. Rồi mình sẽ cho một ít rong biển lên nữa nha các bạn. Thì mình sẽ dặn cái bếp lửa rất là nhỏ, mình để lửa nhỏ thôi, mình không có xài lửa lớn để cho cái bánh của mình nó chín đều. Nếu mà lửa lớn quá thì nó sẽ bị áp nha các bạn.
Và mình cũng có thể rắc lên một lớp hành ở trên nữa đó. Mình sẽ cho cái bắp, mình sẽ đậy cái nắp lại đi cho bắp nó chín. Chừng nào bắp nó chín thì bắt đầu mình nướng cho nó mềm thôi. Mình nướng cho nó giòn rong biển. Rồi như vậy là mình chỉ chờ đợi thời gian cho nó vàng nha mọi người. Mình độ khoảng là 15 phút hay 20 phút gì đó, tại vì mình để lửa rất là nhỏ. Mình canh khoảng 10 phút mình sẽ dỡ nắp. Và khi mình dỡ nắp ra như vậy thì cho rong biển nó giòn lên nha các bạn. Rồi mình sẽ xay cho cái bánh thôi. Đủ chiều. Và cái bánh nướng của mình lúc này nó đã giòn lên đó mọi người. Đây là cái dí đít này nha các bạn. Bây giờ nó đã rất là giòn rồi. Nhưng mình muốn cho hành nó chín một chút nữa, cho nên mình muốn đậy nắp lại nha các bạn. Tại vì hành mình gãi ở trên, mình xắt hơi to cho nó cũng chín, nhưng mà mình muốn chín nhiều quá, mình ăn hơi sống, mình không muốn. Mình sẽ đậy lại khoảng 5 phút nữa nha các bạn. Rồi, mình cảm giác cái bánh của mình đã chín và cũng rất là giòn ngon đó mọi người. Mình cho ra dĩa nha các bạn. Cái dạng cái bánh này là nó là bột chiên mà cũng là giống bánh pizza mà cũng giống bánh xèo. Mình không biết đặt tên nó là cái gì, nhưng mình sẽ chia sẻ với mọi người là cái bánh của mình nó rất là đẹp, dễ thương và tuyệt vời. Và đây là cái da bề mặt, bề trái của nó. Mình sẽ cắt nó ra nha các bạn. Mình cảm giác nó giống cái bánh pizza lắm. Để cho mọi người được nhìn thấy cho nó rõ ràng này nha. Thì cái hình dáng nó là như thế này, và nó rất là giòn, và ở trên thì một lớp nó mềm. Cái da dưới nó rất là giòn và ở trên nó một lớp nó mềm. Thì mình sẽ ăn nó có hai hương vị, một bên là mềm, một bên là giòn. Cảm nhận cũng giống giống như cái bánh pizza vậy đó. Mình nghĩ gì đó các bạn. Mình sẽ cắt ra từ miếng nhỏ để mình dễ ăn nha mọi người. Rồi, như vậy là cái món bánh của mình ngày hôm nay là mình đã chia sẻ với mọi người xong rồi đó. Thì mời mọi người cùng thưởng thức nha. Mình cảm giác nó rất là ngon và tuyệt vời. Cho một ngày mới, cho một bữa cơm chay đơn giản của gia đình. Mình sẽ ăn từ cơm nhà hôm nay gia đình không có nấu cơm. Tại vì ăn cơm hoài á, nhiều khi lây quay với mình đổi món thì mình ăn chay mà. Thì mình sẽ thay đổi món ăn này, món ăn nọ. Ngày hôm nay thì mình sẽ ăn lặt vặt đủ thứ món, hơi tào lao chút nhưng mà nó cũng sẽ là một bữa ăn. Vì vậy mà cũng không phải nhất thiết phải ăn cơm đâu. Cái bánh là hai vợ chồng mình là ăn là no luôn rồi đó, khỏi cần ăn cơm đâu ha. Rồi mời mọi người cùng thưởng thức và cùng làm với đức cha Kỳ Duyên nha. Thì chúng ta cũng không quên lời cầu nguyện. Những con ve sầu mùa hè nó kêu nghe điếc tai đinh ốc quá bạn ơi.
Nhà các bạn có không? Nhà mình thì nghe mệt lắm. Mặc dù là âm điệu thiên nhiên mình rất là thích, nhưng mà nó kêu nhiều quá rồi, nó kêu lâu quá rồi, viết rồi mòn mỏi mệt. Giờ mình cùng cầu nguyện nha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, cứu độ khắp pháp giới chúng sanh. A Di Đà Phật, nguyện cho hòa bình thế giới, chiến tranh ngừng dứt, dịch bệnh qua đi, nhân loại thiện lương, cơm no áo ấm, bỏ ác theo thiện. A Di Đà Phật. Mời mọi người cùng thưởng thức nha.